Kính thưa quý vị, kể từ khi Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen tuyên bố về quyết định rút lui khỏi dự án tam giác phát triển Campuchia, Lào, Việt Nam, nhiều luồng ý kiến trái chiều đã xuất hiện xoay quanh thông tin này. Một số quan điểm cho rằng chính phủ Campuchia hiện tại đang thiếu sức mạnh cần thiết để đối phó với các đảng phái đối lập, buộc phải đưa ra một quyết định mang tính nhượng bộ. Điều này cũng làm suy giảm niềm tin của người dân Campuchia đối với chính quyền của ông Hun Sen. Về nguyên nhân sâu xa, hai cái tên Mỹ và Trung Quốc thường được nhắc đến như những yếu tố tác động chính đến quyết định này. Sự cạnh tranh gay gắt giữa hai cường quốc trong việc mở rộng ảnh hưởng trên toàn cầu đã dẫn đến việc họ tìm cách lôi kéo Campuchia về phía mình. Về phía Mỹ, kể từ sau khi đảng CNRP, đảng đối lập lớn nhất với chính quyền Campuchia, bị giải tán và thủ lĩnh Kem Sokha bị bắt giữ với cáo buộc phản quốc, Mỹ đã áp dụng nhiều lệnh cấm vận và chỉ trích mạnh mẽ chính quyền Campuchia. Chính vì vậy, mối quan hệ giữa Campuchia và Mỹ ngày càng xấu đi. Trong khi đó, Trung Quốc ngày càng gia tăng ảnh hưởng tại Campuchia, đặc biệt là sau khi được quyền thực hiện dự án cải tạo quân cảng Rim cùng với hàng loạt dự án đầu tư cơ sở hạ tầng và mua bán vũ khí tại quốc gia này. Từ đó đến nay, Mỹ liên tục cáo buộc Campuchia về sự hiện diện quân sự của Trung Quốc tại quốc gia này. Về phía Trung Quốc, lịch sử đã cho thấy Trung Quốc là lực lượng đứng sau hậu thuẫn cho chế độ diệt chủng Khmer Đỏ tại Campuchia trong thập niên 70 và 80. Chúng ta đều biết rằng Khmer Đỏ mang tư tưởng bài xích cực đoan đối với Việt Nam, thể hiện qua những hành động trong quá khứ như việc nhiều lần tấn công biên giới Tây Nam của Việt Nam hay tổ chức đánh chiếm đảo Phú Quốc và Thổ Chu, nơi mà họ đã thực hiện các hành vi giết hại người Việt Nam một cách tàn ác. Có thể thấy Khmer Đỏ mang thái độ vô cùng thù địch đối với Việt Nam. Dựa trên hai khía cạnh này, khi các cuộc biểu tình phản đối CLV, tam giác phát triển Campuchia, Lào, Việt Nam và phản đối Việt Nam của người Campuchia ở nước ngoài bùng nổ, cùng với việc Campuchia tuyên bố rút lui khỏi CLV, nhiều chuyên gia đã đặt nghi vấn rằng nguyên nhân sâu xa đằng sau là sự can thiệp của Mỹ và Trung Quốc. Nghi ngờ này kéo dài cho đến gần đây, khi vào ngày 9 tháng 10, hãng thông tấn tiếng Việt của Nga, trang báo Sputnik đăng bài viết với tiêu đề "Mô hình CLV vừa kết thúc sứ mệnh của nó". Nội dung bài viết này đã góp phần củng cố nghi ngờ khi cho rằng nguồn cơn sâu xa của quyết định rút lui khỏi CLV của Campuchia xuất phát từ phía Mỹ. Vậy nội dung cụ thể của bài viết này như thế nào? Nó có phản ánh đúng thực tế hay không? Và sự việc này mang lại bài học gì cho Việt Nam? Mời quý vị cùng chúng tôi phân tích và tìm hiểu qua video ngày hôm nay. Vào ngày 9 tháng 10, trên trang web của SBIC đã đăng tải một bài viết liên quan đến việc Campuchia rút khỏi cơ chế hợp tác tam giác phát triển kinh tế giữa Việt Nam, Lào và Campuchia với nội dung như sau. Báo chí và truyền thông từ nhiều quốc gia đã đồng loạt đưa tin về quyết định này vào ngày 8 tháng 10 năm 2024. Theo phát biểu của lãnh đạo Campuchia, động thái này được lý giải do thời gian gần đây, các phần tử cực đoan đã lợi dụng sáng kiến này như một vũ khí chính trị để xuyên tạc, vu khống và tấn công chính phủ Campuchia, gây ra sự hoang mang trong dư luận. Để đối phó, chính phủ Campuchia đã triển khai nhiều biện pháp, bao gồm các chiến dịch nâng cao nhận thức của công chúng nhằm giúp người dân hiểu rõ hơn về bản chất của hợp tác tam giác phát triển CLV, cũng như vạch trần các âm mưu chính trị của những kẻ cực đoan bảo vệ hòa bình và ổn định xã hội. Tuy nhiên, có thể thấy rằng Thủ tướng Hun Sen chỉ nêu một phần lý do của việc Campuchia rút khỏi sáng kiến này. Vấn đề thực sự phức tạp hơn nhiều và có những nguyên nhân sâu xa hơn, liên quan đến cả những toan tính chính trị và kinh tế mang tính chiến lược mà có lẽ chính phủ Campuchia chưa công khai đầy đủ. Mặc dù Hoa Kỳ đang bận rộn đối phó với Nga trong cuộc chiến tại Ukraine, yểm trợ cho Israel trong việc đối đầu với Iran và Hamas tại Trung Đông, hỗ trợ Hàn Quốc trước mối đe dọa từ Triều Tiên và chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống cùng cuộc đua vào Hạ viện năm 2024 đang ngày càng căng thẳng, người Mỹ vẫn không lơ là Đông Nam Á và Nam Á. Khi các cuộc bạo loạn do Trung Quốc giật dây tại Myanmar dần lắng xuống, các cuộc biểu tình bạo động của sinh viên tại Bangladesh vào đầu tháng 8 năm 2024 đã khiến Thủ tướng Sheikh Hasina của quốc gia Nam Á này phải từ chức. Sự kiện này đã được các thế lực Khmer ở nước ngoài chống lại chính quyền Campuchia xem như một tấm gương để kích động bạo loạn. Tuy nhiên, cuộc biểu tình chống Việt Nam tại Prang vào ngày 18 tháng 8 năm 2024 không xuất phát từ trong nước Campuchia, mà có nguồn gốc từ một địa điểm nổi tiếng trên đất Mỹ, nơi đặt trụ sở của cơ quan tình báo Trung ương Mỹ CIA. Trong hai thập kỷ qua, lực lượng chính trị đối lập lớn nhất với Đảng Nhân dân Campuchia CPP là Đảng Cứu nguy dân tộc Campuchia CNRP do Sam Rainsy và Kem Sokha lãnh đạo.
Nhưng nhân vật này được xem là quân bài của Mỹ tại Campuchia, với mục tiêu kéo đất nước này vào quỹ đạo của Washington thông qua việc đối đầu với CPP. Trong vụ án tháng 10 năm 2017, Kem Sokha đã bị bắt với tội danh phản quốc, trong khi Phó Chủ tịch CNRP Mu Sochua và cựu lãnh đạo của SRP Thạch Xia, người gốc Sóc Trăng Việt Nam, đã nhanh chóng tị nạn tại Mỹ. Thạch Xia đứng đầu nhóm phản động Khmer Krom, những kẻ tự nhận là các nhà hoạt động nhân quyền. Trước đó, Sam Rinsey cũng đã bị xử tù vì tội phỉ báng Phó Thủ tướng Hon Nam Hồng. Điều đặc biệt là các lãnh đạo của CNRP, bao gồm cả SRP và Đảng Nhân quyền, đều có tư tưởng chống Việt Nam và đòi lại khu vực đồng bằng Nam Bộ của Việt Nam. Tuy nhiên, khác với Khmer Đỏ trước đây dựa vào Trung Quốc, những lãnh đạo này lại chọn dựa vào Mỹ. Sau khi được cư trú tại Mỹ, những người đứng đầu tổ chức Khmer Power Party KPP và Khmer Republic Party KRP với sự trợ giúp từ các tổ chức nhân quyền phi chính phủ do Mỹ hỗ trợ đã thành lập một loạt các tổ chức chống chính quyền Campuchia ở nước ngoài, nhân danh các chi nhánh của Đảng Quyền lực Khmer KPP, một tổ chức chính trị bất hợp pháp đang hoạt động tại Campuchia dưới sự lãnh đạo của Song Sophon và Seratha. Các tổ chức này tiếp tục hoạt động chính trị đối lập. Mặc dù KPP đã bị chia tách thành Đảng Cải cách Khmer và Đảng Thắng lợi Khmer, cả hai đảng này đều theo đuổi tư tưởng dân tộc cực đoan, chống Việt Nam và chống Cộng sản. Trong hơn 10 năm, các chi nhánh của các đảng này tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia và Mỹ đã vận động sinh viên Campuchia đang theo học tại các trường đại học danh tiếng ở các nước này tham gia vào các cuộc biểu tình chống Việt Nam, yêu cầu Việt Kiều hồi hương khỏi Campuchia. Luận điệu phổ biến của các thế lực này là cáo buộc chính quyền Campuchia cắt đất cho Việt Nam, không đòi lại Thủy Chân Lạp, tức là vùng đồng bằng Nam Bộ của Việt Nam, cho Campuchia. Giống như các thế lực phản động và thù địch đối với Việt Nam hoạt động tại Mỹ và phương Tây, các nhóm chống chính quyền Campuchia ở nước ngoài cũng sử dụng chiến thuật chuyên lửa về quê hương. Cuộc biểu tình phản đối sáng kiến tam giác phát triển CLV Campuchia, Lào, Việt Nam tại Campuchia từ ngày 18 tháng 8 đến đầu tháng 9 năm 2024 là kết quả của chiến thuật này. Theo các chuyên gia được phỏng vấn bởi báo Nga vào ngày 9 tháng 10, việc Campuchia rút khỏi sáng kiến CLV là điều đáng tiếc. Tuy nhiên, cả Việt Nam và Lào đều hiểu rõ tình hình nội bộ của Campuchia và thông cảm với quyết định khó khăn này của chính quyền Campuchia nhằm giải quyết các vấn đề trong nước. Vậy thì, nội dung bài viết trên báo Nga có phản ánh đúng với tình hình thực tế hay không? Câu trả lời sẽ phụ thuộc vào việc xem xét các động cơ chính trị và hoàn cảnh nội trị phức tạp tại Campuchia. Bài viết này phản ánh rất sát tình hình chính trị hiện nay tại Campuchia và nhận định rằng Mỹ là nguyên nhân sâu xa của quyết định rút lui khỏi CLV, tam giác phát triển Campuchia, Lào, Việt Nam của Campuchia là có cơ sở vững chắc. Để hiểu rõ hơn, hãy xem xét những sự kiện trước đây. Khi đảng đối lập CNRP, Đảng Cứu Quốc Campuchia, bị giải tán và lãnh đạo của đảng này, ông Kem Sokha bị bắt giữ, Mỹ đã ngay lập tức lên tiếng chỉ trích Campuchia là vi phạm dân chủ và nhân quyền. Tuy nhiên, cần nhìn nhận kỹ hơn về lý do đằng sau việc giải tán đảng CNRP cũng như việc ông Kem Sokha bị bắt giữ và hiện đang tị nạn ở nước ngoài. Có một phương pháp hiệu quả để làm chính trị tại Campuchia, đó là mạnh mẽ tuyên bố chống Việt Nam. Ông Sam Rinsey, cựu chủ tịch đảng CNRP, trong một chiến dịch vận động tranh cử vào năm 2013 đã phát biểu rằng nếu chúng ta không cẩn thận, Campuchia sẽ trở thành một phần của Việt Nam. Campuchia sẽ biến thành Campuchia Krom và chúng ta sẽ trở thành một tỉnh dưới sự cai trị của Việt Nam. Hỡi đồng bào, đây là cơ hội cuối cùng. Nếu chúng ta không giải cứu được đất nước mình, 4 hoặc 5 năm nữa sẽ quá muộn. Campuchia sẽ tràn ngập người Việt và chúng ta sẽ trở thành nô lệ của họ. Tuyên bố mang tính chống Việt Nam không chỉ được sử dụng một lần mà đã trở thành một chiến lược chính trị lâu dài của CNRP. Mọi chuyện bắt đầu từ năm 2012 khi hai nhà hoạt động chính trị lưu vong Campuchia, Sam Rinsey và Kem Sokha cùng thành lập Đảng Cứu Quốc Campuchia CNRP để thách thức quyền lực của Đảng Nhân dân Campuchia CPP do Thủ tướng Hun Sen lãnh đạo. Đến tháng 7 năm 2013, khi được Hoàng gia Campuchia ân xá, ông Sam Rinsey trở về nước sau 4 năm lưu vong và tuyên bố với đám đông tại sân bay Phnom Penh, tôi đã về nhà để giải cứu đất nước. Sau đó, ông đã tổ chức các chiến dịch vận động ở 15 tỉnh thành của Campuchia. Đứng trên xe tải, cầm micro, Sam Rinsey chỉ trích Thủ tướng Hun Sen tham nhũng, phá hoại tài nguyên quốc gia và tạo điều kiện cho dòng người nhập cư bất hợp pháp từ Việt Nam tràn vào Campuchia. Chính những tuyên bố này
đã tạo ra làn sóng tâm lý bài Việt Nam mạnh mẽ trong xã hội Campuchia và là một yếu tố quan trọng trong các chiến dịch chính trị của CNRP. Trong các chiến dịch tranh cử của mình, các lãnh đạo Đảng Cứu Quốc Campuchia, CNRP đã mạnh mẽ chỉ trích Thủ tướng Hun Sen, coi ông là con rối của chính quyền Hà Nội và cho rằng quyền lực của ông đến từ sức mạnh quân sự của Việt Nam, chứ không phải từ sự lựa chọn của người dân Campuchia. Việc chỉ trích Hun Sen là một nhà độc tài bù nhìn do Việt Nam dựng lên đã làm lung lay hình ảnh của ông, người được tuyên truyền là anh hùng có công lật đổ chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, một công trạng được cả tòa án quốc tế và cộng đồng quốc tế công nhận. Tư tưởng bài Việt Nam và chống đối của CNRP không chỉ vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ Đảng Nhân dân Campuchia CPP của Hun Sen mà còn bị cộng đồng quốc tế lên án. Trong một cuộc họp báo ngày 16 tháng 10 năm 2014 tại Phnom Penh, đặc phái viên nhân quyền của Liên Hợp Quốc, ông Surya Subedi đã cảnh báo lãnh đạo CNRP về các hành vi phân biệt chủng tộc và kích động thù hận chống lại Việt Nam. Ông nhấn mạnh rằng, trong một xã hội dân chủ, không thể chấp nhận được sự phổ biến các quan điểm mang tính phân biệt chủng tộc và kích động bạo lực nhằm vào bất kỳ sắc tộc nào. Ông Subedi cũng lưu ý về các vụ tấn công nhằm vào các cửa hàng của người Việt Nam trong cuộc đụng độ giữa cảnh sát và công nhân may mặc vào tháng 1 năm 2014. Đảng CNRP trong thời gian dài đã sử dụng ngôn từ miệt thị người gốc Việt và các công ty Việt Nam trong các cuộc biểu tình, góp phần dấy lên sự căm thù trong xã hội Campuchia. Với việc đẩy mạnh tư tưởng bài xích và lợi dụng tâm lý thù hận Việt Nam để tiến hành tranh cử, CNRP đã bị chính phủ Campuchia giải tán và các lãnh đạo của đảng này đã bị bắt giữ xử lý. Đây được coi là biện pháp đúng đắn của chính phủ Campuchia nhằm loại bỏ các phần tử phản động và tư tưởng cực đoan. Tuy nhiên, chính phủ không chỉ không lên án các hành vi cực đoan của CNRP mà còn chỉ trích chính phủ Campuchia vì vi phạm dân chủ và nhân quyền, trong khi đặc phái viên Liên Hợp Quốc đã lên tiếng rằng các hành động của CNRP là không phù hợp trong một xã hội dân chủ. Hoa Kỳ đã áp dụng triệt để chiến lược lợi dụng dân chủ và nhân quyền như một công cụ để thao túng chính trị tại các quốc gia mà họ muốn gia tăng ảnh hưởng, và Campuchia không phải là ngoại lệ. Một lý do chính khiến Hoa Kỳ sử dụng lá bài dân chủ và nhân quyền ở Campuchia nhằm thao túng tình hình chính trị tại quốc gia này bắt nguồn từ sự hiện diện ngày càng rõ rệt của Trung Quốc. Cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đã không còn là điều xa lạ kể từ khi Trung Quốc vượt qua Nhật Bản, trở thành cường quốc kinh tế lớn thứ hai thế giới. Điều này đã làm dấy lên lo ngại trong Hoa Kỳ về khả năng Trung Quốc có thể xoán ngôi vị bá quyền của mình. Trung Quốc đang mở rộng ảnh hưởng của mình trên toàn cầu, đặc biệt là ở Đông Nam Á và Biển Đông. Sau khi không thành công trong việc lôi kéo Việt Nam, một quốc gia kiên định với đường lối độc lập và giữ vị trí địa chính trị quan trọng tại Đông Nam Á, Trung Quốc dường như đã chuyển hướng tập trung sang Campuchia với trọng điểm là quân cảng Rim. Mặc dù Rim không có vị trí chiến lược đặc biệt như quân cảng Cam Ranh của Việt Nam, nhưng với vị trí của mình, Rim có khả năng giúp Trung Quốc kiểm soát Biển Đông và Vịnh Thái Lan, kết hợp với các căn cứ quân sự mà nước này đã chiếm đóng trên Biển Đông. Sự tham gia sâu rộng của Trung Quốc vào Campuchia thông qua các dự án hạ tầng, buôn bán vũ khí và cải tạo quân cảng Rim đã khiến Hoa Kỳ lo lắng, đặc biệt khi Campuchia bị cáo buộc đã phá rỡ một tòa nhà do Hoa Kỳ xây dựng tại quân cảng này. Điều này khiến mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Campuchia xấu đi đáng kể. Việc chính phủ hiện tại của Thủ tướng Hun Sen không nằm trong tầm kiểm soát của Hoa Kỳ có thể là lý do khiến Washington sử dụng các đảng đối lập để lật đổ chính quyền này với mục tiêu thiết lập một chính quyền thân Mỹ. Điều này không chỉ nhằm ngăn chặn sự mở rộng ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực mà còn giúp Hoa Kỳ duy trì khả năng kiểm soát khu vực Đông Nam Á và Biển Đông, những khu vực tiềm năng cả về kinh tế lẫn chính trị trong tương lai. Mục tiêu cuối cùng của Hoa Kỳ vẫn là duy trì ngôi vị bá quyền toàn cầu của mình. Từ đây chúng ta có thể thấy rằng quyết định rút lui khỏi tam giác phát triển CLV Campuchia, Lào, Việt Nam của Campuchia có thể xuất phát từ áp lực của Hoa Kỳ, điều mà nhiều phân tích quốc tế, bao gồm trang Bonic của Nga, đã chỉ ra. Quyết định này cũng là bài học kinh nghiệm mà Việt Nam cần xem xét trong bối cảnh cạnh tranh quyền lực quốc tế và khu vực. Kết luận này mang lại bài học rõ ràng cho Việt Nam, đặc biệt là về mối quan hệ nhạy cảm với Mỹ trong quá khứ sau chiến tranh, mặc dù Việt Nam và Mỹ đã gác lại hận thù để thiết lập mối quan hệ hợp tác. Việt Nam với tư cách là một quốc gia từng bị xâm lược và bóc lột đã tỏ ra tha thứ và hướng tới tương lai. Tuy nhiên, phía Mỹ có lẽ vẫn còn giữ nhiều định kiến đối với Việt Nam. Điều này có thể thấy qua việc Mỹ từng ban hành lệnh cấm vũ khí sát thương đối với Việt Nam. Và dù lệnh cấm này được dỡ bỏ vào năm 2016,
Lý do có lẽ không phải vì Mỹ có thiện cảm hơn với Việt Nam, mà vì nỗi lo trước sự trỗi dậy của Trung Quốc. Mỹ lo ngại rằng nếu Trung Quốc thống trị Biển Đông, hay xa hơn là khu vực Đông Nam Á, thì sự lớn mạnh của Trung Quốc sẽ có thể đe dọa vị thế số 1 của Mỹ trên trường quốc tế. Do đó, Mỹ quyết định dỡ bỏ cấm vận vũ khí đối với Việt Nam, giúp Việt Nam có thêm nguồn lực để đối phó với những hành động banh trướng của Trung Quốc trên Biển Đông. Bên cạnh đó, Mỹ vẫn duy trì định kiến bằng việc sử dụng con bài dân chủ và nhân quyền đối với Việt Nam. Đây là vấn đề mà Việt Nam đã rút kinh nghiệm từ quá khứ, cũng như từ quyết định gần đây của Campuchia khi rút lui khỏi CLV. Mỹ vẫn giữ Việt Nam trong danh sách theo dõi đặc biệt về tự do tôn giáo, trong khi Việt Nam từ lâu luôn đề cao cảnh giác với các mối đe dọa cách mạng màu và chiến lược diễn biến hòa bình nhằm chống phá cách mạng. Những nguy cơ này xuất phát từ các luận điệu đòi dân chủ và từ một số bộ phận phản động trong và ngoài nước. Vấn đề dân chủ từ lâu không chỉ đơn thuần là một khái niệm độc lập mà thường xuyên bị các thế lực thù địch lợi dụng, kết hợp với các vấn đề như nhân quyền, dân tộc, tự do tín ngưỡng và tôn giáo nhằm tạo ra sức ép chống phá đảng, nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Những luận điệu xuyên tạc về dân chủ được các thế lực này thực hiện trên nhiều lĩnh vực, trong đó lĩnh vực chính trị luôn là trọng tâm và mang tính bao trùm. Chúng triển khai các hoạt động phá hoại theo hai hướng chính. Thứ nhất là bóp méo và xuyên tạc các biểu hiện dân chủ trong đời sống thực tiễn. Thứ hai là xuyên tạc bản chất và nguyên nhân của tình trạng mà chúng cho là mất dân chủ hoặc không có dân chủ tại Việt Nam. Những luận điệu xuyên tạc này được tiến hành qua nhiều hình thức và biện pháp vô cùng xảo quyệt và tinh vi, tạo nên một ma trận tấn công từ nhiều phía. Chúng kết hợp các lực lượng bên ngoài và bên trong, sử dụng lý luận cao siêu, xen lẫn với những luận điệu dân dã nhằm công kích quan điểm, tổ chức và cả cá nhân. Chúng tận dụng những thiếu sót và khuyết điểm của đất nước, khai thác thông tin trong nước và quốc tế để lồng ghép các luận điệu xuyên tạc, khoác lên vỏ bọc dân chủ và yêu nước nhằm đạt được mục tiêu chống phá. Đặc điểm chung của các tổ chức và nhóm chống đối này là nhận được sự hậu thuẫn từ các thế lực cực đoan ở nước ngoài, đặc biệt trong việc xuyên tạc tình hình nhân quyền tại Việt Nam, đi ngược lại lợi ích quốc gia dân tộc với âm mưu lật đổ chế độ. Nhìn từ tình hình trong nước và cả quyết định rút lui của Campuchia khỏi CLV, có thể thấy rõ rằng nếu những hành động chống phá nhà nước không được dập tắt kịp thời, chúng sẽ ngày càng phát triển và thâm nhập sâu vào nhân dân, làm gia tăng tinh thần cực đoan trong nội bộ dân chúng. Điều này có thể dẫn tới sự suy yếu của Đảng Cộng sản Việt Nam và như Đảng Cộng hòa Nhân dân Campuchia đã phải nhượng bộ, có khả năng đảng ta sẽ phải đối mặt với sự hoài nghi của quần chúng, từ đó gián tiếp tạo ra nguy cơ gây mất ổn định và sự sụp đổ của chính quyền. Tóm lại, có thể thấy, chiến lược dân chủ và nhân quyền mà Mỹ áp dụng tại Campuchia đã mang lại kết quả, thể hiện qua quyết định rút khỏi CLV của chính phủ Campuchia. Dù lý do thực sự đằng sau những hành động của Mỹ ở Campuchia là gì, đối với Việt Nam, việc cảnh giác trước những chiêu bài dân chủ và nhân quyền mà các tổ chức và phe phái đối lập thường xuyên tuyên truyền là điều cần thiết. Mặc dù chúng ta đã và đang thực hiện rất tốt nhiệm vụ này, việc kiên trì theo đuổi đường lối đối ngoại độc lập và tự chủ sẽ giúp Việt Nam củng cố niềm tin của các cường quốc. Khi các quốc gia lớn cảm thấy không bị đe dọa, họ có lẽ sẽ giảm việc sử dụng các công cụ chính trị để gây áp lực lên Việt Nam. Còn quý vị nghĩ sao về vấn đề này? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận. Đừng quên đăng ký kênh và truy cập hàng ngày để không bỏ lỡ những tin tức hấp dẫn mà chúng tôi đăng tải. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tin tức tiếp theo.